Hello, xin chào quý khán giả và các bạn đã trở lại với cái video tiếp theo của em. Thì hiện bây giờ em có nhận lời đến nhà của cái anh khách này để ghi hình và báo giá giùm cho anh khách một cái đôi bò cái tơ. Hai con bò cái tơ này thì tháng tuổi của nó dao động tầm khoảng từ 13 tháng nha quý khán giả và các bạn. 13 tháng tuổi. Bò ở đây thì bà con cô bác anh chị chúng ta có thể xem từ màu lông da, chân móng rúng là yếm ha. Mình coi kỹ trước khi mình mua. À, đây là những con bò thì nói chung là cũng tầm trung, giá trị nó cũng không có cao lắm để cho bà con cô bác anh chị chúng ta mua về làm bò nền. Dạ em nghe anh. Em bán rồi nên anh thông cảm giùm em nha. Dạ. Thì đôi bò này thì mình nhìn thấy tổng thể là đôi bò này là đôi bò cái bô xin tơ. Đó, tháng tuổi của nó dao động khoảng 13 tháng. Từ yếm rúng chân móng thì nói chung là hoàn thiện hết, không áp xe, không xuống rúng xuống ruột gì hết. Thì cô xin chào các bạn, ở đây thì màu của hai con là màu bánh mì khét. Chân móng thì móng sò, trụ thì đứng rất là đứng thẳng luôn. Sái tích của hai con thì hoàn toàn nghiêm chỉnh, sái tích nghiêm chỉnh ha, mặt mày sái tích nghiêm chỉnh đây, lưng vai thì đầy đạm, không có ốm nha. Bò thì nói chung là cũng vừa túi tiền với mọi người thôi. Cặp này chốt giá 42 triệu, mỗi một con có giá 21 triệu ha, mỗi một con có giá 21 triệu. Ba con cô bác anh chị em nào ở gần xa có nhu cầu mua thì cô chú anh chị và các bạn chúng ta có thể liên hệ với số điện thoại của em 0383 777 696. Hai con qua đều bự hết nha, qua bự xương chậu rộng. Cái này á, cái qua của nó có cái màu này chứ không phải là nó gì nha. Đấy cô chú anh chị và các bạn, cái màu của nó bị nó đỏ đỏ vậy thôi chứ không sao nha. Ở đây thì con bò này mình nhìn thấy vàng yếm không, rất là tốt của chú anh chị các bạn ơi. Đó, sái tích thì nghiêm chỉnh, chân móng là móng sò, trụ thì đứng thẳng, không có áp xe, không xuống rúng xuống ruột gì nha. Đấy, không áp xe, không xuống rúng xuống ruột gì hết. Đó, rúng là rúng chiền yếm nè, mặt mày thì khỏi chê rồi, sái mặt sái lưng nghiêm chỉnh, lưng vai rất là lực, nhìn thấy mấy khớp chân của nó. À, không có áp xe, không có gì hết. Bà con cô bác anh chị nào có nhu cầu mua thì mọi người cứ liên hệ vào số điện thoại của em ha, 0383 777 696 để chốt được đôi bò này với giá là 42 triệu, hai con 42 triệu của chính chị của các bạn. Về tổng thể về con bò này thì em thấy rất là ok. Bò này thì khoảng 13 tháng tuổi nha, màu rất là đẹp. Màu thì liền màu, không nhậm giá gì hết. Và đôi bò này chốt giá 42 triệu. Bà con cô bác anh chị em ở gần xa có nhu cầu mua thì mình liên hệ với em. Xe lưng đây hai con nè. Qua của hai con thì nói chung là tương đối khá là lớn để tiện cho việc mà cô chú anh chị của bạn chúng ta chăm sóc để nuôi sinh sản ha. Bò thì không có giá đốm gì hết, chân móng đi đứng hoàn thiện. Khi mà giao đến thì cô chú anh chị của bạn sẽ được quyền kiểm tra trước khi thanh toán này, sẽ được quyền dẫn bò đi tới đi lui để kiểm tra về hình ảnh chân móng đi đứng, coi bò đi đứng có hoàn thiện hay không, rồi mới thanh toán tiền cho bác tài đi về. Ở đây thì bò này em có nhận lời đến đây để ghi hình và báo giá giùm cho khách hàng. Cô chú anh chị bạn thấy vàng lông da không, đã không? Đó, mặt mày nè, chân móng rúng yếm thì khỏi chê rồi. Đó, thì em có đến đây để ghi hình và báo giá giùm cho khách hàng. Thì hồi nãy đến giờ thì em đã cập nhật đầy đủ thông tin, báo giá cũng như là ghi hình cận cảnh để cho bà con cô bác anh chị chúng ta xem và lựa chọn ha. Rồi thì bây giờ em sẽ lại gần và cập nhật cái thông tin về chiều cao của cái đôi bò này để cho bà con cô bác anh chị coi có thước đó không em. Bà con cô bác anh chị chúng ta xem cảm thấy thích muốn mua thì mọi người cứ liên hệ ngay và liền với em để có thể chốt được đôi bò này. Bò này thì chiều cao tại phía sau khu của nó dao động tầm khoảng từ 1m20 27-28 nha cô chú nhiều các bạn. Em đoán được có đúng hay không nha. Đây, con này tại phía sau khuôn nó là 1m27. Đó, thì cặp bò này chốt giá lại là 42 triệu. Rồi, thì bây giờ em xin mời cô chú anh chị và các bạn chúng ta đến nội dung tiếp theo của buổi ghi hình ngày hôm nay.